tan tác, chân rết, địa ốc Alibaba. Căn nhà khang trang ở xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa, Vũng Tàu của công ty Alibaba trước có rất đông người làm việc, luôn có đội ngũ an ninh Alibaba túc trực bảo vệ. Nhưng sáng ngày 21 tháng 9, sau 3 ngày khi hai anh em Nguyễn Thái Luyện và Nguyễn Thái Lĩnh, chủ tịch và giám đốc công ty cổ phần địa ốc Alibaba, bị bắt tạm giam, tại đây chỉ còn khung cảnh tan tác. Không còn nhân viên an ninh, không ai quản lý, trông coi, cửa hông mở toang, bên trong trống không. Giấy tờ, tài liệu bán hàng bỏ rải rác trên sàn. Bên hông căn nhà có khoảng 10 người đang tụ tập, đa số là nhân viên bán hàng của công ty. Một phụ nữ cho hay vừa vào công ty được mấy ngày thì xảy ra vụ việc nên giờ phải bỏ của chạy lấy người. Một vài người khác vào trong lấy chiếu, trăng, quạt, lọ hoa, cây cảnh trang trí trên bàn làm việc rồi lên xe máy ra khỏi căn nhà. Các nhân viên đến Alibaba Châu Pha thu dọn đồ đạc, video, Đông Hà. Bên hông tòa nhà trước có một quán cà phê tạm, nhưng sáng nay có một nhóm người đến tháo quầy chở đi. Một phụ nữ bán hàng đang thu gom chai lọ và dọn vệ sinh trả lại mặt bằng. Phía sau tòa nhà, căn nhà thép tiền chế cũng đang được tháo dỡ, các vật dụng nhựa, sắt thép được đưa lên xe chở đi. Một phụ nữ cho hay lên đây để mua đồ phế liệu. Một người đàn ông tên Hát cho biết đang thi công hạ tầng, nhà cửa cho địa ốc Alibaba, hợp đồng do Nguyễn Thái Luyện ký nhưng đến nay chưa nhận hết tiền. Anh cho biết công ty Alibaba còn nợ anh rất nhiều tiền, giờ không biết phải làm sao để lấy nên chắc phải tháo dỡ các hạng mục đã làm đưa về. Bên trong căn nhà, chỉ còn lại những bộ bàn ghế, tất cả đều trống trơn. Ở bậc thềm cửa hông căn nhà, nhiều tập giấy, hồ sơ để trống trơ. Đó là những tờ giấy in bí kíp các kiểu bán hàng dành cho thị trường lạnh, thị trường ấm, thị trường nóng, là những thông tin về thực lực, uy tín của Alibaba. Trong vai một người mua đất của Alibaba, chúng tôi hỏi những người ở đây phải làm sao để lấy lại tiền thì một thanh niên xưng tên T nhận là quản lý sàn giao dịch nói cứ đưa hợp đồng ra để giới thiệu bán ở sàn khác. Một số người khác khuyên nên lên công an thành phố Hồ Chí Minh trình báo.